hai khuôn mặt mở đầu hai giao ước cũ và giao ước mới, là tổ phụ Abraham và mẹ Maria. Cả hai vị đó đều là những con người sống đức tin tuyệt đối, phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Cho nên đức tin là chủ đề được nhấn mạnh đặc biệt trong câu chuyện về ơn gọi của tổ phụ Abraham. Chính vì vậy mà tổ phụ Abraham là mẫu mực cho chúng ta trong đời sống đức tin.